Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Khám Phá Bí Ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc đời đẫm lệ của mẫu thân vua Bảo Đại, Hoàng Thái Hậu Triều Nguyễn cuối cùng ở ngôi cao mà chưa từng hạnh phúc. Nếu như Trung Hoa phong kiến nổi tiếng với những trang đời của các bậc tiền nhân từ Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu, Vua Chúa cho đến các cung tần mỹ nữ, thì chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam phải nói là còn quá nhiều bí ẩn về cuộc đời của các nhân vật thuộc dòng dõi hoàng tộc. Những câu chuyện đó không được nhiều người biết đến, mặc dù những cuộc đời của hoàng tộc cũng lắm bi ai, ngang trái mà khi có dịp được nghe, ai ai cũng phải rơi nước mắt. Và trang đời của vị Hoàng Thái Hậu cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, mẫu thân của vua Bảo Đại là một trang đời tăm tối buồn bã như thế. Vị Hoàng Thái Hậu đó chính là Từ Cung Hoàng Thái Hậu, tùy hiệu là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, là phi thiếp của Hoàng Tông Tuyên Hoàng Đế, tức vua Khải Định. Bà sinh ra trong một gia đình thuộc dòng họ có nhiều người đỗ đạt và làm quan, nhưng bà lại có hoàn cảnh chìm nổi hết sức hẩm hiu. Tuổi thơ buồn tuổi, nghèo khó của vị Thái Hậu cuối cùng của Triều Nguyễn. Từ Cung Thái Hậu sinh ngày 27 tháng 1 năm 1890 tại làng Mỹ Lợi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà có tên thật là Hoàng Thị Cúc, thân sinh của bà là ông Hoàng Trọng Tích, thân mẫu là bà La Thị Sơn. Từ nhỏ khi vừa sinh ra, Thị Cúc đã phải xa mẹ vì mẹ của bà đã bỏ đi để lấy chồng khác, để lại bà sống cùng với cha và hai anh chị cùng cha khác mẹ. Tuổi thơ của bà có thể nói là cơ cực khi gia đình không khá giả gì mấy, mặc dù cha bà giữ chức tri huyện tại Bình Định. Không lâu sau đó, cha bà qua đời, bà được người anh cả cùng cha khác mẹ nuôi nấng. Tuy nhiên, vì người anh này quá ham mê cờ bạc trong khi gia đình túng quẫn nên chẳng bao lâu sau, bà bị chính anh mình bán đi làm nô tỳ trong cung để lấy tiền phục vụ cho việc ăn chơi. Thế là trang đời tăm tối của bà ở cùng gia đình cũng từ đây mà kết thúc. Vì bản chất nghèo khó nhưng lương thiện lại nhu mì hiền lành, khi vào cung bà liền được đưa đi để phục vụ cho bà Tiên Cung, vợ quá của vua Đồng Khánh cùng hoàng tử Bổ Đảo, tức vua Khải Định sau này. Lúc đó hoàng tử Bổ Đảo đang giữ chức Phụng Hóa Công và đã có vợ là con gái của đại quan đầu triều, nhưng cả hai người sống với nhau lâu mà không có con. Điều này khiến bà Tiên Cung vô cùng buồn lòng, vì lo hoàng tộc không có người nối dõi. Tuy nhiên, cơ may của cô tỳ nữ Thị Cúc nghèo nàn ngày nào cũng bắt đầu vì đó mà một bước lên đời. Sử sách chép lại rằng, vì thấy tỳ nữ Thị Cúc nhu mì hiền diệu, nhan sắc cũng không đến nỗi nào, nên hoàng tử Bửu Đảo mỗi lần vào thăm mẹ mình là bà Tiên Cung đã để ý rồi tư tình qua lại. Và chuyện gì đến cũng đến, cái kết của những lần qua lại tình cảm mật thiết giữa hoàng tử và cung nữ cuối cùng cũng có kết quả. Thời gian ngắn sau, vào năm 1913, bà Hoàng Thị Cúc sinh hạ công tử Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, tức vua Bảo Đại sau này. Bà Tiên Cung biết chuyện, mặc dù rất tức giận vì cho rằng con trai mình thuộc dòng dõi hoàng tộc, trong khi Thị Cúc chỉ là một người hầu thấp hèn thì làm sao có thể xứng đôi vừa lứa. Nhưng dù vậy, bà Tiên Cung cũng không thể nào nhắm mắt bỏ qua được sự thật rằng Thị Cúc đã sinh cháu cho mình, một đứa con trai có thể nối dõi để duy trì quyền lực hoàng tộc. Thế là bà Tiên Cung đành nhắm mắt làm ngơ, chấp nhận cho mối tình này. Thế là từ một hầu nữ, Thị Cúc một bước trở thành vợ của một hoàng tử Triều Nguyễn. Năm 1916, hoàng tử Bổ Đảo được tôn làm vua, lấy niên hiệu là Khải Định. Dù ông có rất nhiều người vợ xuất thân quyền quý, nhưng với việc hạ sinh cho vua người con trai duy nhất, bà Hoàng Thị Cúc đã có một vị thế không thể suy chuyển trong triều đình nhà Nguyễn. Bà được Khải Định phong là Nhị Giai Huệ Phi, 2 năm sau ngày chồng mình đăng cơ. Vợ vua nhưng như người vô hình, không được ở gần con, mâu thuẫn với mẹ chồng. Cứ tưởng cuộc đời của cô thị nữ nghèo nàn chào nào êm ả từ đây khi một bước lên mây trở thành phi. Nhưng không, cuộc sống sau đó của bà cũng không khá gì hơn khi phải chịu cảnh chèm pha của mẹ chồng là bà Thái Hậu Tiên Cung và sự bất lực của người chồng đầu ấp tay gối. Sử liệu chép lại, dù đã chấp nhận mối lương duyên này của con trai mình và tỳ nữ, nhưng việc Thị Cúc này là Huệ Phi, không phải con nhà danh giá, vẫn khiến cho bà Tiên Cung vô cùng ác cảm.
Chính vì vậy, ngay khi hoàng tử Vĩnh Thụy mới chào đời, Huệ Phi lập tức bị cách ly khỏi con trai. Bà Tiên Cung đón cháu nội của mình về cung riêng tự chăm sóc nuôi nấng mà không cho phép con dâu mình tiếp cận. Thậm chí những khi hoàng tử khác sữa mẹ, bà Tiên Cung mới cho người gọi Huệ Phi đến cho bú rồi lại đuổi về. Huệ Phi gần như không được một ngày chăm sóc cho con. Những lúc nhớ con, bà không làm gì được, cũng chỉ biết ngồi trong cung mà khóc, không dám đến gặp con, cũng không dám kêu than với Khải Định. Sau này, khi hoàng tử Vĩnh Thụy lớn hơn một chút, Huệ Phi cũng không được ở gần con. Ngày ngày, nhiệm vụ của bà chỉ là lo xem Sở Thiện sẽ nấu món gì cho hoàng tử ăn và phải đảm bảo sao cho các món ăn đủ chất dinh dưỡng. Cuối cùng, nói là vợ vua, là mẹ của một hoàng tử, nhưng Huệ Phi cũng như một người vô hình trong cung cấm. Số phận bắt bà xa mẹ từ nhỏ, giờ lại bắt bà chịu thêm cảnh xa con, khi tưởng như cuộc đời đã viên mãn, sung sướng, hạnh phúc. Khi con trai Vĩnh Thụy của mình lớn hơn nữa, cứ nghĩ đứa trẻ nào lớn lên cũng sẽ biết trắng đen phải quấy. Ai là mẹ mình mà về bên phụng sự yêu thương, nhưng chưa kịp đoàn tụ, hoàng tử đã được đưa đi du học tại Pháp. Huệ Phi vốn đã xa con, nay còn xa hơn bội phân. Đến năm 1925, vua Khải Định băng hà, con trai bà là Vĩnh Thụy đang học bên Pháp được gọi về nối ngôi, lấy niên hiệu là Bảo Đại, rồi mới trở lại Pháp học tiếp. Năm 1932, vua Bảo Đại học xong về nước trị vì, tôn phong bà là Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, và năm 1933 thường gọi là Từ Cung Thái Hậu. Cái kết của một cuộc đời buồn, bất đồng với con dâu, xa cách con cháu, chết trong cô độc nghèo khó. Và rồi tròn một năm sau đó, cuộc sống của bà lại đảo lộn khi chính bà phải lâm vào hoàn cảnh của mẹ chồng mình năm xưa. Năm 1934, vua Bảo Đại làm lễ thành hôn với Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng Hậu, một cô gái theo đạo Công giáo và có tư tưởng vô cùng tân thời, trong khi Từ Cung Thái Hậu lại là một người sùng đạo Phật và là một người phụ nữ quy củ của triều đình Huế xưa. Từ những thứ khác nhau này, Từ Cung Thái Hậu và Hoàng Hậu Nam Phương không ít lần xảy ra cuộc chiến ngầm. Chuỗi ngày sau đó, nhiều biến cố lịch sử xảy ra, nhà Nguyễn bước vào ngưỡng suy vong, vua Bảo Đại thì lao vào các cuộc giao thương chính trị, con dâu thì không vừa mắt, cháu thì xa cách, Thái Hậu Từ Cung cũng chỉ biết lủi thủi sống một mình bên cạnh những người tỳ nữ. Về sau, nhà Nguyễn suy vong hoàn toàn, năm 1955, bà rời khỏi cung và sống tại căn nhà số 79 phố Phan Đình Phùng, thành phố Huế cho đến cuối đời. Những năm tháng cuối đời của Thái Hậu Từ Cung, bà lại trở về cuộc sống cô đơn và nghèo khó, không có con cháu bên cạnh. Nhưng dù cuộc sống khó khăn, chật vật đến mấy, kể cả việc phải bán dần từng món đồ trang sức, thì Từ Cung Thái Hậu vẫn làm tròn phận sự của mình với tổ tiên nhà Nguyễn cho đến giây phút cuối cùng. Thậm chí vào năm 1968, khi Huế rơi vào tình trạng mưa bom lửa đạn, bà vẫn không rời khỏi vùng đất cố đô nửa bước, kiên quyết ở lại để bảo vệ những hoàng hoa cuối cùng của một triều đại suy vong. Bà nói, ta sinh ra ở đâu thì sẽ chết ở đó. Tổ tiên nhà Nguyễn còn ở Huế thì ta phải ở lại lo chuyện thờ cúng, chăm sóc lăng mộ các bậc tiền nhân. Nhà Nguyễn đã cho ta hưởng lộc cả đời, ta có chết cũng chưa báo đáp hết được. Năm 1980, sức khỏe càng ngày càng yếu đi, nhưng bà vẫn minh mẫn, tỉnh táo, nhưng luôn luôn chất chứa một nỗi buồn khôn xiết về số phận không được ở bên gia đình của mình. Bà chỉ ao ước duy nhất một điều là được một lần gặp lại vua Bảo Đại, người con trai duy nhất cùng những đứa cháu nội của bà. Ước mơ đó đã không bao giờ trở thành sự thật. Đến khi mất, người duy nhất ở bên bà lúc đó là người cung nữ trung thành Lê Thị Dinh. Về phần vua Bảo Đại, khi hay tin mẹ mất, ông cũng không xuất hiện. Số tiền Từ Cung Thái Hậu để lại chỉ đủ để người hầu thân cận lo ma chay cho đám tang. Cuộc đời Hoàng Thái Hậu cuối cùng của triều Nguyễn kết thúc trong nỗi buồn khôn tả như thế. Bên trên là toàn bộ câu chuyện về cuộc đời đẫm lệ của mẫu thân vua Bảo Đại, Hoàng Thái Hậu triều Nguyễn cuối cùng ở ngôi cao mà chưa từng hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ nhấn đăng ký, nút chuông để ủng hộ cho kênh Top Khám Phá Bí Ẩn các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.